Hành trình đưa màn hình ô tô thông minh đến gần hơn với khách hàng trên cả nước đang được GoTech liên tục triển khai và mở rộng. Điểm đến tiếp theo trong chuỗi sự kiện Thịnh Vượng cùng GoTech lần này là đơn vị nội thất ô tô Quang Dư có địa chỉ tại 178 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Được thành lập từ năm 2007, nội thất ô tô Quang Dư hiện đang hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp với các dịch vụ chính như độ đèn xe, dán phim cách nhiệt, độ âm thanh, lắp màn hình DVD Android, sơn phủ gầm và chống ồn cho xe ô tô. Nhờ có đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm, giàu kinh nghiệm và các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, nội thất ô tô Quang Dư đã trở thành điểm đến chăm sóc xe hơi số 1 cho các chủ xế trong khu vực. Chương trình Thịnh Vượng cùng GoTech được tạo ra nhằm hỗ trợ các đại lý một cách toàn diện và chuyên nghiệp hơn. Dựa theo chính sách của GoTech, đại lý sẽ được hỗ trợ triển khai không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo để khách hàng có thể hình dung một cách trực quan, cụ thể và rõ ràng nhất. Ngoài ra, GoTech sẽ cùng đại lý xây dựng danh tiếng thương hiệu, tạo ra cho nội thất ô tô Quang Dư những điểm đặc trưng riêng biệt, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và tìm kiếm. Khi tham gia vào chương trình Thịnh Vượng cùng GoTech, nội thất ô tô Quang Dư còn được hỗ trợ đẩy mạnh triển khai các hoạt động digital marketing nhằm quảng bá sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo ra những tệp khách hàng tiềm năng dành cho đại lý trên địa bàn tỉnh. Song song với các hoạt động PR marketing cụ thể và bài bản để đại lý gia tăng nhận diện thương hiệu, thì GoTech còn chú trọng vào việc tổ chức các buổi hỗ trợ và đào tạo kỹ thuật để đội ngũ kỹ thuật viên của nội thất ô tô Quang Dư am hiểu triệt để các tính năng, từ đó đảm bảo việc thực hiện lắp đặt các sản phẩm của GoTech trực tiếp trên nền tảng thực tế được an toàn nhất. Cũng trong chuỗi sự kiện này, GoTech sẽ cùng đại lý thực hiện tổ chức đào tạo quản lý, vận hành cửa hàng để nâng cao hiệu quả công việc và thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển vượt bậc. Sau một thời gian trao đổi và thỏa thuận về các điều khoản hợp tác, GoTech và nội thất ô tô Quang Dư đã chính thức đi tới thống nhất chung dựa trên tinh thần hợp tác song phương cùng phát triển để tăng cường sự tín nhiệm đối với khách hàng. Chúc mừng nội thất ô tô Quang Dư đã tham gia vào chương trình Thịnh Vượng cùng GoTech và trở thành đại lý kim cương của hãng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ở GoTech, chúng tôi nhận thấy sự chuyên nghiệp và tận tâm đối với khách hàng và các chính sách phát triển rõ ràng, bài bản dành cho đại lý của mình. Ngay sau lễ ký kết này, Quang Dư sẽ trở thành đại lý kim cương của GoTech. Tôi hy vọng rằng với sự đồng hành và hỗ trợ hết mình từ phía GoTech cùng với những tiềm lực sẵn có của mình, nội thất ô tô Quang Dư sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh, đồng thời đạt được những mục tiêu chung mà cả hai bên đã đề ra trong tương lai. Quang Dư GoTech, Thịnh Vượng cùng phát triển!